Làm này chỉ cần nhìn tôi làm là sau là anh em cứ thế mà bắt chước và làm theo thôi. Lò sắt, lò ráp nhà quá không dám múc đâu, nó chạm vào nó đổ tường thì làm thế nào? Cái này chịu khó lấy cuốc ấy và cào, nó còn sắt máy quá là ấy tường nhà người ta. Bắt cào cái cỏ ráp nhà anh em ạ. Mình đi ghê, mình cái phòng trước ấy đâm ra là sạt quá nhớ nó đập vào tường nhà người ta. Vừa kể chuyện với mọi người là cái chuyện quẹt vào bàn thờ nhà người ta, kiểu trường hợp ở đứng sau nhà người ta này. Tưởng ấy thì đừng có mắng em nhá.
phải cào lên đi, đi đâu cũng phải đi chứ. Lên rừng xuống biển là phải đi hết. Ừ, thì làm sao phải đi cái này đây? Ồ, đi đây. Anh làm nhỉ? Ừ. Của em anh ở này này. Của em làm rất ít, nếu mà anh vào anh xem việc là anh không bao giờ anh vào đâu, bởi vì việc nó ít đấy. Mà máy anh đánh tít từ cuộc ngoài cây xăng kia vào 6-7 cây số. Nó xa ấy. Của em san đấy thì thôi anh lấy triệu. Thế em không biết đâu, em thế thì em bỏ là 550 một tiếng thì em chỉ biết là như thế thôi chứ em không biết được như nào. Thì bây giờ đấy anh em nói chuyện như thế thôi, em chỉ biết thế thôi. Chứ còn nếu mà anh bảo bây giờ nó làm theo giá còn, chứ bây giờ anh bảo anh lên anh làm nâng đây làm, thì là vào làm như thế này chứ thẳng nó mà anh đi xem việc anh không là anh vào. Thì đấy thì bây giờ em bảo thế anh phải đi xem chứ bây giờ anh vào bây giờ em không biết được, thì em chỉ bảo thế thôi, em chỉ biết là vậy thôi. Thì bây giờ em tính là từ 7 giờ vào làm bây giờ đến 9 giờ 1 tiếng rưỡi. Thì bây giờ anh tính nhau tính chưa vậy? Bây giờ anh bảo ít việc anh lấy thêm bây giờ đâu chả là thế. Nó phải theo giá cả chứ anh bảo được bây giờ anh thế, đi cứ thế thì nói thẳng ra thì kể cả anh đi làm được khai thác này nhá, đường xa nhá. Là anh em cũng hỗ trợ anh tiền dầu hết luôn. Thì đối em biết đâu thì bây giờ bọn em 300.000 tiền dầu. Thì bây giờ bọn em làm theo tiếng chứ bọn em có phải ấy đâu, em biết đâu nhỉ, em chỉ bảo thế em biết được. Ôi thế thì anh em mình chỉ được lần này không có lần sau. Thì em biết đâu nhỉ, em bỏ thế em biết đâu được ý. Thì anh em mình nó rõ quan điểm ấy. Anh đi làm mãi anh biết chứ có phải là ấy đâu. Xa thì phải hỗ trợ tiền dầu chứ không thì em không gọi máy nào vào làm cho em được. Nói thẳng nó là như thế. Thì em biết đâu, em chỉ biết thì em bỏ thế thôi, em chả biết thì em chỉ làm hộ thôi. Em nói với anh là với em nhá, máy này nó di chuyển nhá, một tiếng đồng hồ nó là ăn hơn chục lít dầu rồi. Đấy mà đánh 6-7 cây số đánh vào hay đánh ra nữa là vào mười mấy cây số. Ui em biết đâu. Bây giờ là cái gì nó phải có công cũng như em đi làm ấy. Vâng, công thì mà không đạt thì cũng chả muốn làm. Đấy. Thì đấy thì em chả biết thế gì, em chỉ bảo thế là bảo là thế đưa sang làm thì em chỉ biết đưa sang làm thôi. Thì anh như bảo thế là nhà em lừa anh ấy nhá, anh nói với em như thế. Nó bảo sang làm một ngày. Nhà em là tên là Bằng ấy. Vâng. Nó lừa anh ấy, như thế là nó lừa anh ấy. Em anh biết em đâu đi. Nó bảo anh sang, gọi anh sang làm một ngày anh ạ. Lại một ngày. Mấy hôm nay suốt ngày điện reo réo reo réo. Thế anh không gõ vào đầu nó ấy. Như thế là lừa nhau, nó thẳng làm ăn kiểu này là anh không thích đâu. Cái gì nói rõ quan điểm thế đấy, nếu mà như thế này anh biết trước là vào mà kiểu gì phải hỗ trợ anh tiền dầu anh đi vào, không anh không vào. Vâng thì em cũng không, em không biết đây cũng không phải của nhà em, thì em chỉ biết là nhà em gọi hộ làm cho anh trai nhà em thôi, không phải của em đâu. Anh trai em chưa mở quán đây này nhưng mà chẳng biết được. Mở quán gì trong này? Cà phê. Trong này bán nick kiểu gì? Đấy. Thế thôi. Như là Bằng nó mở hay là em mở hay? Em mở đâu? Anh bỏ về đây trồng cây cảnh với chim cháo với các kiểu, chả biết được, em không biết được. Chắc là ông làm việc của nhà ông ấy, chả biết cái gì. Trong này thì cà phê, cà pháo thì không có vấn đề gì trong này. Bỏ thế anh bỏ thế mà. Không biết rồi, thế bỏ làm cà phê. Ô thế anh có cái móc này làm xe, dùng vào xe xuống nhỉ? Tiện lợi nhỉ? Chứa cái này để treo xe ấy. Yeah. Đi đâu treo xe đấy. Ừ. Cái này trên rừng thì nó đúc máy để toàn ở trên rừng thì thế là máy để toàn trên rừng cứ đi xe máy về thôi. Ừ. Thế để không ai tháo à? Tháo thì toàn anh em là giám tháo. Em tưởng tháo bánh răng nên không đi bán.